Thật ra tôi nói bà con nghe, làm cái nghề nào cũng khổ, không khổ về mặt này cũng khó về mặt kia. Ví dụ người làm công nhân cày đêm cá tan ngày, tay tháng chia ba xẻ bảy rồi cũng trắng tay. Làm kinh già tiền nghe tiền chi tiền nhỏ chưa không đầu tiền. Thật ra tôi nói bà con nghe, làm cái nghề nào cũng khổ. Yeah.